đây là Mai. Cái mic âm thanh của Win cho nên là nói ra từ Zoom nó không có nghe. Ơi tiền ơi. Rồi sao? Nói ra từ Zoom nó không có nghe. À, bắt đầu luôn đi hả? Chào mừng quý vị nhà đầu tư đã quay trở lại với bản tin Morning Note sáng ngày 1 tháng 6 của công ty chứng khoán Dân Ta Việt Nam. Và ngày hôm nay thì với cái tình hình Sài Gòn đang còn tình trạng gần như là giãn cách xã hội như vậy thì chúng tôi đều phải làm việc tại nhà. Vì vậy có thể là đường trong quá trình nói chuyện và trao đổi có thể đường truyền hơi kém thì cũng mong là quý vị nhà đầu tư thông cảm. Quay trở lại với tình hình thị trường trong ngày hôm qua thì rõ ràng chúng ta thấy tức là với có vẻ như sẽ đi ngược lại với dự đoán của rất là nhiều nhà đầu tư khi mà Sài Gòn có những cái thành phố Hồ Chí Minh có những cái thông tin khá là tiêu cực thì thị trường chứng khoán cũng có những phiên nhúng xuống trong phiên. Tuy nhiên cuối phiên thì thị trường vẫn có xu hướng đó là hồi phục và tăng rất là mạnh và cuối cùng tức là vẫn là đóng cửa với cái chỉ với việc đó là VN30 tiếp tục là lập đỉnh ở cái mức rất là cao. Quay ngược trở lại thì thị trường thế giới ngày hôm qua thị trường châu Á cũng có những cái phiên khởi sắc tương đối là tốt, hòa chung vào cái xu hướng của thị trường Việt Nam. Thì không biết là chia sẻ về cái tình hình thế giới ngày hôm qua thì mình có chia sẻ gì đối với nhà đầu tư không? Ok họ đây, cảm ơn họ và quý nhà đầu tư đã theo dõi bản tin ngày hôm nay. Thì mấy ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có hơi trục trặc về mặt kỹ thuật tí xíu là do chúng ta đang đang thực hiện cái cách line nó tương đối khá là khác. Để đảm bảo vừa có cái mức độ đường truyền nó ổn định và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng đang thực hiện cái việc mà giãn cách. Nói tóm lại là giãn cách nhưng mà vẫn phải chúng ta vẫn phải làm việc. Về cái tình hình của phiên giao dịch ngày hôm qua thì Mỹ thì tại thị trường chứng khoán Mỹ thì cũng đang là kỳ nghỉ lễ, đang có cái một ngày nghỉ lễ vào thứ hai.
vừa qua, cho nên là chính vì thế mà tại thị trường Mỹ không có thực hiện giao dịch. Tuy nhiên là tại thị trường châu Á thì vẫn giao dịch bình thường. Về cơ bản chung thì đối với thị trường châu Á thì đối với thị trường Mỹ thì chúng ta không có cái gì để nói, bởi vì và các giao dịch của các hàng hóa khác thì hầu như cái mức độ thanh khoản tương đối khá là kém, cho nên là chính vì thế mà chúng tôi không có đề cập ở đây, cho chúng tôi không có đề cập về diễn biến của thị trường Mỹ ở đây. Nhưng mà chúng ta có thể quay trở lại về động thái của thị trường châu Á trong phiên những cái phiên giao dịch vừa qua. Thì như quý đầu tư có thể thấy là trên cái biểu đồ, đây là tất cả các chỉ số tại thị trường khu vực châu Á trong tính từ đầu năm 2021 cho đến nay. Nếu trong những cái thời điểm trước thì thị trường châu Á cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Tiêu biểu là hai cái thị trường mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đó là thị trường chứng khoán của Đài Loan và thị trường thứ hai là thị trường chứng khoán của Ấn Độ. Đối với Ấn Độ thì chúng ta biết là cái tình hình dịch Covid-19 vừa qua đã gây cho Ấn Độ gặp rất nhiều khó khăn trong cái thời gian vừa qua, và khiến cho Ấn Độ không không khỏi về về vừa qua thì cái GDP quý 1 vừa qua của Ấn Độ cũng 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 đang ở mức rất là thấp. Do tất nhiên là chúng ta không biết, chắc chắn là tất cả mọi người đều biết là cái lý do chính vẫn đến từ cái Covid. Và cái thị trường thứ hai là bị ảnh hưởng nặng nề nhất là chúng ta không biết rằng là đó là thị trường chứng khoán của Đài Loan. Thì chúng ta có thể thấy rằng là đối với diễn biến của thị trường chứng khoán Đài Loan thì nó đang khiến cho các thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì trong trong những cái phiên giao dịch trước đó thì đối với chỉ số Đài Loan cũng đã có một cái đợt sụt giảm rất là lớn. Riêng tuy nhiên là bắt đầu kể từ sau cái giai đoạn mà chúng ta gọi là đỉnh dịch đã đi qua thì chúng ta có thể thấy rằng là thị trường chứng khoán Đài Loan, tức là cái chỉ số tai tai bay tai S ở đây, chúng ta có thể thấy là hầu như đều đã hồi phục trở lại, và và tính từ đầu năm cho đến nay thì chỉ số này vẫn duy trì được cái mức tăng trưởng dương là 15.86%. Xét về chỉ số thì chúng ta có thể thấy rằng đây cũng là một cái mức tăng trưởng rất là mạnh. Đối với thị trường chứng khoán Ấn Độ là Sensex thì chúng ta có thể thấy rằng là thị trường chứng khoán Ấn Độ cũng đã dần quay trở lại về gần cái mức đỉnh cũ cao nhất của mình từ từ những cái tháng trước. Thì và ghi nhận cái mức tăng trưởng của chỉ số này là cũng ở mức là 8.77%, 8.77%. Thì về cơ bản chung chúng ta có thể thấy rằng về cơ bản là tất cả các chỉ số này đã lấy lại cái mức mất mát trong cái thời điểm xảy ra cái tình hình dịch Covid. Có nghĩa rằng là chúng ta thấy rằng là cái yếu tố về dịch Covid nó không ảnh hưởng đến cái diễn biến của thị trường chứng khoán. Riêng một đất nước mà mọi riêng một cái đối với thị trường Việt Nam, chúng ta thấy rằng là vẫn đang là một trong những hai chỉ số có phong độ tốt nhất thị trường châu Á. Cụ thể chúng ta thấy từ đầu năm 2021 cho đến nay thì chỉ số VN30 kết thúc phiên ngày thứ năm vừa qua, vào ngày 31 tháng 5 vừa qua, chúng ta thấy rằng là chỉ số VN30 đã ghi nhận mức tăng trưởng là 37.73%, và đây là chỉ số có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực châu Á, và kể cả trên thế giới cũng vậy. Đối với chỉ số VN-Index thì cũng không ghi nhận cái đà tăng cũng không hề kém, đó là 20.31%. Thì rõ ràng kết thúc tháng 5 vừa qua thì hai chỉ số này đã là hai chỉ số tăng trưởng cao nhất tại khu vực châu Á, mặc dù cái tình hình dịch Covid phải nói rằng là trong cái đợt lần 4 lần này thì nó cũng tương đối khá là phức tạp. Tuy nhiên về cơ bản chung chúng ta có thể thấy được một cái bức tranh chung, hầu hết tất cả các chỉ số tại thị trường chứng khoán châu Á chúng ta đều đạt ở mức tăng trưởng tích cực khởi sắc trong cái giai đoạn vừa qua. Và cái điểm thứ hai mà chúng ta có thể thấy rằng là kết thúc cái giai đoạn tháng 5 vừa qua, tính về mức thanh khoản trung bình trong cái tháng 5 thì cái thanh khoản tại thị trường Việt Nam đã bắt đầu có những cái dấu hiệu vượt so với thị trường Singapore, là một trong những cái quốc gia phát triển và thị trường chứng khoán có tốc độ phát triển tốt trong khu vực. Chúng ta chỉ đứng sau khu vực Thái Lan thôi, nếu sau sau Thái Lan và Indonesia và Malaysia, thì đây vẫn là ba thị trường có cái mức thanh khoản lớn, đặc biệt nhất là Thái Lan. Thái Lan một ngày giá trị giao dịch trung bình xấp xỉ là hơn 2,5 tỷ đô, còn chúng ta hiện nay là đã ở mức trung bình là gần hơn 1 tỷ đô rồi, thì rõ ràng chúng ta vẫn còn đang tạo ra cái khoảng cách khá là xa đối với thị trường Thái Lan. Tuy nhiên rõ ràng là những cái quốc gia mà chúng ta đã vượt xa hẳn Singapore, Philippines, nhất là Philippines, thì chúng ta đã vượt xa hẳn đối với những cái quốc gia này rồi. Thì rõ ràng đây cũng là một cái điểm tích cực để chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta được xem là một trong những cái thị trường
gọi là có cái sự bứt phá và vượt qua đi cái giai đoạn khó khăn của thị trường chứng khoán của thị trường chứng khoán trong những cái trong năm 2021. Chúng ta cũng có thể thấy, tức là nếu như nhìn vào cái chart nhìn vào cái chart ở trên màn hình, thì chúng ta có thể thấy tức là có vẻ như là những quốc gia mà tình hình dịch diễn ra căng thẳng thì đang có xu hướng tức là lại tăng cho chứng khoán là có sự hồi phục và tăng rất là mạnh. Đặc biệt tức là như thị trường của Đài Loan thì rõ ràng tức là có những cái tuần giảm rất là mạnh và gần như là lấy hết đi cái thành quả từ đầu năm đến giờ, nhưng mà có vẻ như cũng đang còn có xu hướng quay trở lại. Vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy một vấn đề có vẻ như nó rất là tương đồng là như những nhận định trước đây chúng tôi thường nhận xét, đó là có vẻ như là khi thị trường bị khi khi mà nền kinh tế bị lockdown, bị giãn cách thì dòng tiền gần như là không biết đi đâu và không biết đầu tư vào đâu để bắt đầu sinh lời, thì có vẻ như thị trường chứng khoán lại là một cái kênh để cho dòng tiền chảy vào. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ thấy là phiên ngày hôm qua rõ ràng đó là khi mà xảy ra cái thông tin đó là thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội thì cái dòng tiền có vẻ cũng bắt đầu tăng rất là mạnh, chỉ số VN30, chỉ VN Index cũng bắt đầu có cái xu hướng tức là sau khi mà với những cái rung lắc đầu phiên thì cuối phiên cũng đang còn có cái sự tăng trưởng rất là mạnh. Quay ngược trở lại thì mặc dù nói thì nói vậy nhưng mà rõ ràng là khối ngoại vẫn không ngừng bán ròng ở thị trường Việt Nam, và chúng ta sẽ thấy tức là có vẻ như là sau một hai phiên nhà đầu tư ngừng bán ròng thì có vẻ như ngày hôm qua thì khi mà thị trường tăng mạnh trở lại thì nhà đầu tư lại tiếp tục bán ròng. Thì chia sẻ liên quan đến cái vấn đề này thì rõ ràng cũng như những vấn đề trước đây chúng tôi cũng đã đề cập, thì với cái việc tình hình như hiện tại thì rõ ràng tức là càng với cái việc mà thành phố Hồ Chí Minh đang còn giãn cách thì các cái quỹ cũng như là các cái nhà đầu tư chuyên nghiệp của nước ngoài khó có cơ hội để vào gọi là visit company ở tại Việt Nam, dẫn đến tức là và khi mà giá càng tăng thì có vẻ như là xu hướng an toàn, tức là các quỹ cũng có xu hướng đó là chốt lời và nắm giữ tiền mặt để chờ những cái cơ hội giải ngân sau. Thì liên quan đến cái nhà đầu tư nước ngoài thì không biết là ngoài những cái ý tôi vừa nêu thì mình có thêm cái cập nhật gì cho nhà đầu tư không? Ok, hoặc chúng ta có thể thấy rằng là phiên giao dịch ngày hôm qua thì khối ngoại đã quay trở lại bán ròng rất là mạnh. Khi cái tuần trước thì chúng ta thấy rằng là cái áp lực bán ròng nó không lớn, và thậm chí là những cái phiên cuối tuần thì chúng ta thấy là có cái xu hướng mua ròng trở lại. Về nhìn về cái khối ngoại giao dịch ngày hôm qua thì phần lớn như là một cái bức tranh bán ròng rất lớn, ví dụ trong đó là Hòa Phát. Càng lên cao Hòa Phát bị nước ngoài càng bán ròng rất mạnh, và ngày hôm qua thì là cái ngày hưởng quyền của Hòa Phát, ngày dư không hưởng quyền của Hòa Phát, cho nên là chính vì thế mà cái giá nó có điều chỉnh theo theo cái tỷ lệ chi trả cổ tức. Nhưng mà một cái điểm tích cực là nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang tỏ và nhà đầu tư trong nước vẫn đang tỏ ra rất là lạc quan với cái cổ phiếu này, và phiên giao dịch ngày hôm qua thì Hòa Phát đã có một phiên tăng rất là tích cực, đóng cửa tăng trần trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Và cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu MBB, cũng là một trong những cổ phiếu bị nước ngoài bán ròng ra rất là mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Kế tiếp là hầu như về cơ bản chung thì tất cả những cái cổ phiếu ngân hàng trong phiên ngày hôm qua, chúng ta có nhìn sang nhóm ngành thì chúng ta có thể thấy rằng là ngân hàng là bị bán ròng rất mạnh, và kế tiếp là những cái nhóm cổ phiếu ngành kim loại, trong đó là chúng ta biết là nhóm cổ phiếu ngành thép, Hòa Phát là cổ phiếu dẫn đầu. Ở chiều mua ròng thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là Belis, Novaland thì đây là những cái giá trị mua ròng khá là nhỏ giọt. Nhìn chung về nhóm bất động sản thì có những cái về cơ bản chung thì đang có những cái dấu hiệu tương đối khá là tích cực, đó. Có cái sự thu hút dòng tiền của các nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại. Tuy nhiên là nó nhìn chung là ở chiều mua ròng thì chúng ta thấy rằng là cái giá trị nó không có lớn và gần như là không 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 đáng kể. Đấy. Về kết thúc cái tháng 5 vừa qua thì nếu mà chúng ta tổng kết cả cái tháng vừa qua thì chúng ta thấy rằng là khối ngoại đã bán ròng ra hơn 11.500 tỷ cái giá trị bán ròng trong tháng 5. Từ năm 2020 cho đến nay á, thì chúng ta thấy rằng là có 2 tháng mà nhà đầu tư nước ngoài bán ròng ra rất mạnh, và đầu tiên là tháng 3 năm 2021, và lần đây là cái đợt tháng 3 thì nhà đầu tư đã rút ròng ra hơn 12.000 tỷ, và trong tháng 5 vừa qua thì đây là cái tháng bán ròng lớn thứ hai sau cái tháng 3 vừa qua là 11.500 tỷ. Thì rõ ràng về cơ bản chung thì những cái cổ phiếu chúng ta vẫn thấy rằng là nổi bật trong cái xu hướng bán ròng của khối ngoại là ngân hàng tiếp tục bị chốt lời. Chúng ta không biết là đây là cái dạng trạng thái chốt lời hay là họ đang có cái việc mà tái cấu trúc lại danh mục, hay là họ thực hiện như thế nào. Về cơ bản chung thì chúng ta có thể hiểu rằng là đây là một động thái chốt lời ra của nhóm ngân hàng, khi mà chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ D-book, tức là tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách của các ngân hàng hiện nay đang rất cao, hơn 2.3 lần.
Thì thông thường một cái định giá của các ngân hàng, thông thường khi mà mức tỷ lệ Bill mà trên 2 thì thông thường đây có thể thấy rằng là cái mức định giá của các ngân hàng thật sự nó không còn rẻ nữa. Chúng tôi xin nói rất rõ, đây là tức là cái mức định giá hiện tại của các ngân hàng không còn rẻ, nhưng cái dư địa tăng trưởng của các ngân hàng vẫn còn. Và đồng thời thì trước đó chúng tôi cũng đã có một số cái cảnh báo là cái mức tăng trưởng quý 1 vừa qua, nếu mà chúng ta xét vào cái mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng là đạt mức rất cao so với cùng kỳ năm 2020. Một phần nữa là năm 2020 thì cái thời điểm mà quý 1 năm ngoái thì chúng ta cũng đã đạt là một cái mức tăng trưởng rất là thấp do ảnh hưởng từ cái dịch Covid cái thời điểm đó. Cho nên là chính vì thế mà các ngân hàng là hầu như là đều sụt giảm cái lợi nhuận của mình. Tuy nhiên bắt đầu là các ngân hàng đã quay trở lại cái tốc độ tăng trưởng của mình là bắt đầu kể từ giai đoạn quý 3, quý 4 và đến bây giờ quý 1 là một cái quý tăng trưởng rất nóng của các ngân hàng. Thì cơ bản chung thì chúng tôi đang dự báo nhiều khả năng là cái mức tăng trưởng của các ngân hàng sẽ đạt đỉnh trong quý 1 và theo đó là bắt đầu quý 2, quý 3, quý 4 thì cái mức tăng trưởng có thể sẽ thu hẹp lại nhưng vẫn có thể duy trì được cái mức tăng trưởng dương. Do đó chính vì thế mà đây cũng có thể sẽ là một cái à, đây cũng có thể là một cái nguyên nhân hai cái nguyên nhân chính mà khiến cho khối ngoại đang có những cái động thái bán chốt lời ra cái dòng ngân hàng hiện tại. Thì nhóm thứ hai Hòa Phát cũng vậy, Hòa Phát có thể cũng là một cái câu chuyện catalyst tương tự khi mà chúng ta thấy rằng là nhóm ngành thép vừa qua hưởng lợi từ cái đà tăng của giá thép đầu vào. Tuy nhiên như chúng tôi cũng đã cảnh báo thì cái chu kỳ tăng trưởng của ngành thép đang có những cái dấu hiệu hạ nhiệt và cơ bản chung thì sắp tới cái khi mà các tình hình các nước phát triển đang cái dần hồi phục lại cái nền sản xuất của mình thì có khả năng là áp lực cung ra ngoài thị trường nó sẽ có thể sẽ tăng dần trở lại và khi đó chúng ta sẽ thấy được là cái trạng thái cung cầu nó sẽ cân bằng hơn. Và chính vì thế mà những cái nhóm cổ phiếu ngành kim loại thép thì cũng sẽ chúng tôi cho rằng là có thể cũng sẽ tương đối tăng trưởng chậm lại so với cái thời điểm quý 1 vừa qua. Do đó chính vì thế mà chúng tôi cũng có thể dự đoán rằng đây có thể là một trong những cái nguyên nhân chính khiến cho nhà đầu tư nước ngoài họ đang bán ra. Tuy nhiên chúng ta cũng nên lưu ý rằng là đối với nhà đầu tư nước ngoài khi họ bán ra thì tất nhiên họ sẽ luôn luôn tìm kiếm một cái nhóm cổ phiếu để họ có thể thực hiện cái cơ cấu vào trong cái việc chiến lược đầu tư tiếp theo của mình. Bởi vì về nguyên tắc của họ là họ không được để cái tỷ lệ tiền mặt quá lớn trong cái danh mục đầu tư của mình. Do đó chính vì thế mà chúng tôi cho rằng là họ có thể sẽ sớm nhanh chóng tìm đến cái nhóm cổ phiếu khác và điều cơ bản bây giờ chúng ta là nên tìm nhóm nào để có thể đón đầu được cái xu hướng này. Vậy thì chúng ta cũng có thể thấy tức là mặc dù nước ngoài thì liên tục bán ròng trong tháng 4 và tháng 5 nhưng chỉ số VN Index và đặc biệt là VN30 thì ngày càng đóng cửa ở những cái mức luôn là gần như là ở những cái mức cao nhất của thị trường từ trước đến giờ. Đó cho thấy tức là cái lượng tiền ở trong cái gọi là của nhà đầu tư nội cũng đang còn rất là mạnh cho cái việc gọi là đỡ cái việc đối với là cái khối lượng với lại cái giá trị bán ròng của nước ngoài. Trong cái thời gian vừa qua thì rõ ràng chúng tôi hoặc và cộng đồng mạng cũng đều hay chia sẻ những cái câu rất là vui, đó là hiện tại thị trường đang còn dùng từ đó là bằng chứng thép, có nghĩa là ban ngân hàng, chứng khoán và ngành thép đang còn là những cái nhóm cổ phiếu đang còn là dẫn dắt thị trường. Đặc biệt tức là chúng ta sẽ thấy tức là đôi khi có những cái dấu hiệu gần như là thị trường chỉnh rồi thì nhóm cổ phiếu ngân hàng, thép và chứng khoán lại bắt đầu dẫn dắt thị trường và thị trường đang còn tiếp tục có cái sự đó là phân hóa tương đối là mạnh và cái tình trạng săn vỏ đỏ lòng cũng đang còn tiếp tục diễn ra ở trên thị trường. Có nghĩa là mặc dù thị trường đang còn tăng ở những cái mức rất là cao, tuy nhiên tức là tài khoản nào đang lỗ thì có khả năng vẫn lỗ thêm và tài khoản nào có lời và nắm giữ thì có khả năng là vẫn lời thêm. Và đặc biệt giai đoạn này là giai đoạn này nhà đầu tư nào gọi tôi dùng từ tức là sẽ chấp nhận cái độ rủi ro cao, tức là chấp nhận nhảy vào để mua với cái giá tương đối cao và đối với những cổ phiếu đang còn tăng rất là mạnh thì có thể lại tiếp tục gia tăng lợi nhuận. Còn những nhà đầu tư nào có vẻ như là canh để bắt đáy những cái mã cổ phiếu trong một cái thời gian đã giảm đã đi ngang và đã giảm rồi thì có vẻ như là tài khoản vẫn tiếp tục là đi ngang hoặc là âm. Quay với thị trường chứng khoán Việt Nam thì rõ ràng chúng ta thấy là với cái tình trạng như hiện tại có vẻ như nhà đầu tư cũng bắt đầu rất là loay hoay khi mà những cái mã cổ phiếu như ngân hàng, chứng khoán và thép thì đang còn bị đẩy lên định giá rất là cao. Những cổ phiếu nào đang còn so sánh với cái mức P/E thì đang còn thấp thì có vẻ như mua vào cũng chưa phải là tối ưu hóa và cái dòng tiền ngược lại thì không biết là trường chứng khoán Việt Nam trong cái giai đoạn trong ngày hôm nay thì mình sẽ có nhận định như thế nào đối với thị trường. Ok, họ thì như chúng ta đã biết rằng là với cái phiên giao dịch ngày hôm qua thì hầu như
Chỉ số VN-Index và tất cả các chỉ số đều đạt ở mức đỉnh mới kể từ khi mà kể từ khi mà các chỉ số đi vào hoạt động. Nhất là chỉ số VN30 luôn luôn là một trong những cái sự chỉ số có mức tăng trưởng rất là cao. Quay trở lại về dự báo của thị trường thì chúng tôi cho rằng là với cái đà tăng quán tính này thì nhiều khả năng cái xu hướng tăng có thể sẽ tiếp tục mở rộng trong những cái phiên giao dịch tới. Đặc biệt nhất là chỉ số VN-Index, chúng tôi vẫn đang kỳ vọng rằng là từ đầu năm 2021 cho đến nay thì chúng tôi đã liên tục đưa ra cái dự báo là chỉ số VN-Index sẽ đạt mức mục tiêu kỳ vọng trong năm 2021, với cái kịch bản cơ sở mà chúng tôi đặt ra cái xác suất xảy ra cao đó là 1.364 điểm với cái mức PE hợp lý cho chỉ số VN-Index là 18 lần. Thì song song đó là EPS dự báo của chúng tôi đã dự báo là mức tăng trưởng hơn 23% trong năm 2021. Do đó chính vì thế mà chúng tôi dự báo là cái mức mục tiêu mà kỳ vọng để hợp lý cho chỉ số VN-Index trong năm 2021 là 1.364 điểm. Tất nhiên chúng tôi cũng đã có những hai cái kịch bản khác, tuy nhiên là hai kịch bản này thì chúng tôi không không đưa ra cái xác suất cao, bởi vì thông thường là đối với cái kịch bản cơ sở luôn luôn có một cái xác suất cao hơn cao nhất trong cái ba kịch bản mà chúng tôi xin đưa ra. Thì do đó là tính đến với cái thời điểm hiện tại thì chỉ số VN-Index đang có những cái biến động đang có những cái biến động rất là tích cực và nhiều khả năng sẽ sớm đạt được cái mức mục tiêu này trong vài phiên tới đây. Khi mà chỉ số VN-Index đã vượt qua khỏi mức 1.320 điểm trong những cái phiên giao dịch vừa qua, thì do đó chúng tôi cho rằng là cái đà tăng quán tính này có thể sẽ tiếp tục mở rộng trong cái thời trong trong cái thời gian tới. Và phiên giao dịch ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng là tâm lý nhà đầu tư về cơ bản chung đang rất là lạc quan và vẫn chưa có những cái sự thận trọng của thị trường. Mặc dù chúng ta ảnh hưởng cái dịch Covid nó khá là nặng nề trong cái giai đoạn trong cái lần 4 này. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng là những cái hiệu quả từ cái việc phản ứng của chính phủ đang giúp cho cái tâm lý nhà đầu tư khá là tích cực, và do đó chúng tôi cho rằng là cái áp lực chốt lời nó có thể sẽ xảy ra từng một vài nhóm cổ phiếu, trong đó những cái cổ phiếu như là ngân hàng và thép. Và đặc biệt nhất là cụ thể gần đây chúng ta thấy rằng là một vài nhóm cổ phiếu ngân hàng, cái sức bật tăng của nhóm ngân hàng nó sẽ không còn lan tỏa đồng đều giữa các nhóm cổ giữa các cổ phiếu, mà nó có sự phân hóa rất là lớn, nhất là những cái cổ phiếu có những cái câu chuyện game story riêng, ví dụ như là Sacom này hoặc là Liên Việt Postbank đấy, hay là những cái cổ phiếu vẫn đang có cái độ thu hút dòng tiền và có tăng tính chất chúng tôi gọi là nôm na có sự một phần sự tham gia của nhóm của cái những cái hoạt động dòng tiền đầu cơ vào. Cho nên là chính vì thế đây cũng là những cái cú hích giúp cho những cái cổ phiếu có một cái câu chuyện game story, nó giúp cho nó lại lại là cái động lực để giúp cho các ngân hàng này tiếp tục tăng trưởng rất là nóng trong cái thời gian vừa qua. Thì chúng tôi dự báo là trong những cái phiên giao dịch tới với những cái động lực này thì chắc chắn nhiều khả năng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm tiệm cận cái vùng mục tiêu mà chúng tôi kỳ vọng, có thể sẽ sớm tiệm cận cái mục tiêu này là 1.364 điểm trong 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 thời gian tới. Tuy nhiên chúng tôi lưu ý như thế này, dòng tiền hiện tại đang mặc dù đã có sức lan tỏa dần khá là đều, tuy nhiên là do trước đó thị trường đang có cái sự phân hóa khi mà nhóm thép, nhóm ngân hàng đã có sức bật tăng nóng, thì do đó chính giai đoạn này chúng tôi cho rằng là cái sự phân hóa này nó có thể sẽ quay trở lại đối với thị trường, mặc dù dòng tiền đã có cái sự gia tăng và lan tỏa đồng đều giữa các nhóm mid cap và small cap. Tuy nhiên chúng tôi lưu ý rằng là cái áp lực chốt lời vẫn có và hiện hữu, do đó cái chiến lược giai đoạn phù hợp hiện tại chúng tôi vẫn cho rằng là thời điểm này thì chúng ta vẫn nên nắm giữ cái tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng, là để phòng ngừa những cái rủi ro mà có thể xảy ra, những cái biến cố điều chỉnh bất ngờ có thể sẽ xảy ra khi mà tiệm cận cái vùng mục tiêu mà chúng tôi kỳ vọng là 1.364 điểm, bởi vì chúng ta chỉ còn cách đâu đó gần 30 điểm gần 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 hơn 30 điểm nữa thôi. Với cái biên độ của thị trường hiện nay thì 30 điểm đó có thể chúng ta sẽ sớm nhanh chóng đạt trong một tuần duy nhất. Cho nên là chính vì thế mà chúng ta phải luôn luôn cảnh giác những cái rủi ro có thể sẽ xảy ra bất kỳ đối với thị trường. Và đặc biệt nhất là giai đoạn này chúng ta cần phải tiết chế những cái cổ phiếu mà đã có cái sức bật tăng nóng, như là trong đó có hai cái nhóm là thép và ngân hàng. Vẫn là hai nhóm mà chúng tôi luôn luôn lưu ý. Trước đó chúng tôi rất lạc quan nhưng bây giờ chúng tôi đang có cái sự thận trọng trở lại trên hai cái nhóm cổ phiếu này. Do đó chính vì thế mà chúng ta về vị thế chung thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ. Nhưng chúng tôi lưu ý là chúng ta chỉ nên nắm giữ ở một cái tỷ trọng cân bằng từ 40 cho đến 45%. Thì đây là cái mức tỷ trọng và phù hợp trong giai đoạn hiện tại. Và đặc biệt lưu ý là trong thời điểm hiện nay thì chúng tôi không khuyến khích chúng ta sử dụng đòn bẩy, và nhất là những cái high margin giai đoạn này nó sẽ có rủi ro rất cao trong 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 cái thời điểm hiện tại.
Chúng ta sẽ thấy tức là thị trường cũng đang còn đối với VN30 thì gần như là sắp tiệm cận vùng 1.500, đối với lại VN Index thì đang còn chuẩn bị tiệm cận cái vùng 1.330, thì rõ ràng và rõ ràng thị trường đang còn có cái sự phân hóa rất là mạnh, và vì cái sự phân hóa rất là mạnh này thì thị trường sẽ luôn tiềm ẩn những cái rủi ro bất ngờ. Cho nên là đúng, đồng ý với quan điểm của mình đó là trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta nên hạn chế, thứ nhất đó là gia tăng cái tỷ lệ margin ở giai đoạn này, thứ hai đó là hạn chế mua đổi đối với những cái nhóm cổ phiếu như ngân hàng, chứng khoán và thép, bởi vì rõ ràng tức là hiện tại đang cái mức định giá đang còn được đẩy lên khá là cao rồi, và cái việc mà mua vào có thể là đôi khi có những cái sự đảo chiều bất ngờ trong phiên, ở những cái phiên mà chúng ta quá hứng khởi thì rõ ràng đó cũng không phải là một cái chiến lược trading tốt cho cái việc cho cái giai đoạn ngắn hạn. Mặc dù quan điểm của chúng tôi là thị trường vẫn sẽ còn tiếp tục tăng, tuy nhiên ở giai đoạn ngắn hạn thì chúng ta cũng sẽ phải phòng ngừa cho những cái kịch bản xấu và xảy ra bất ngờ. Còn về quay ngược trở lại thì đó là rõ ràng chúng ta cũng sẽ thấy tức là khi mà thị trường, như chúng tôi cũng nhấn mạnh lại đó là khi mà xã hội đang còn giãn cách và khi mà tình hình dịch càng ngày càng căng thẳng thì rõ ràng là dòng tiền vẫn sẽ còn tiếp tục ở trong thị trường chứng khoán, chưa kể đó là dòng tiền mới khả năng vẫn sẽ tiếp tục gia nhập vào thị trường chứng khoán, bởi vì có vẻ như là các kênh đầu tư khác từ kinh doanh cho tới bất động sản thì dường như nó sẽ bắt đầu bị chững lại và nó sẽ rất là khó để thu hút được dòng tiền. Quay ngược trở lại với thị trường thì chúng ta cũng sẽ thấy tức là ngày sau ngân hàng, chứng khoán và bất động sản thì cùng một vài cổ phiếu cũng đã bắt đầu có cái xu hướng gọi là quay trở lại sau khi mà thị trường đã có, sau khi đã có những cái đợt điều chỉnh gần như là 20 cho tới 30%. Đặc biệt là trong những cái phiên gần đây thì tôi có quan sát mã cổ phiếu đó là BET. Thì hiện tại đối với cái tình hình như hiện tại thì rõ ràng tôi đánh giá tức là đối với mã cổ phiếu BET thì cũng giống như là cùng sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu được hưởng lợi khá là nhiều cho cái ở cái tình hình dịch bệnh hiện tại. Kể đến chúng ta có thể thấy như đó là với cái việc như hiện tại thì cái việc mà thứ nhất đó là liên quan đến cái việc đó là cấm cho cái việc mà xách tay phải có hóa đơn, thì đó, rõ ràng là BET cũng sẽ là một trong những cái nhà phân phối độc quyền, gần như là cũng phân phối độc quyền cho rất là nhiều cái nhiều hãng ở tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra thì BET cũng sẽ là một trong những cái công ty được hưởng lợi nếu như xu hướng giá dầu có xu hướng tăng. Thì đối với về phân tích thì mình có thể chia sẻ cho nhà đầu tư một vài cái ý đối với lại mã cổ phiếu BET này được không? Ok, hoặc về BET thì về cơ bản chung thì cái mảng đóng góp doanh thu là phần lớn của BET nó vẫn phải đến từ cái mảng phân phối. Và kể cả xuyên suốt trong năm 2020 vừa qua thì BET cũng ghi nhận từ cái mảng phân phối này khá là tích cực, khi mà tất nhiên là cái COVID, thật ra bản chất là cái COVID nó luôn luôn tạo ra cái tính hai mặt của một cái nền kinh tế, nhất là những cái nhóm ngành công nghệ trong năm 2020 vừa qua là hưởng lợi rất lớn. Kế tiếp là những cái mảng phân phối liên quan đến công nghệ cũng hưởng lợi, bởi vì cái xu hướng là họ đang bắt đầu là dần online hóa hết tất cả các hoạt động hiện tại, nên là chính vì thế mà cái nhu cầu sở hữu về công nghệ ví dụ như laptop, điện thoại, smartphone thì có cái chiều hướng là tăng dần lên. Thì chúng ta có thể điểm sơ qua lại về cái tình hình tăng trưởng vừa qua của BES, thì chúng ta có thể thấy rằng là BES đã tiếp tục là ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế khá là tăng khá là mạnh so với cái cùng kỳ năm 2022 quý 1 2020. Thì cụ thể là với cái mức doanh thu đã đạt tăng trưởng là 48% và 86% về lợi nhuận sau thuế. Như vậy thì BES cũng đã hoàn thành 28% về kế hoạch doanh thu và cũng như là 33% lợi nhuận sau thuế của mình đặt ra từ đầu năm 2021. Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhờ cái mảng phân phối các sản phẩm như là điện thoại, laptop cũng tăng trưởng khả quan. Một số thương hiệu của BES cũng đang phân phối chính thức như là Samsung, Apple, Dell hoặc là Lenovo vân vân, đều là những cái thương hiệu được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Trong ngắn hạn thì trong các đợt dịch vẫn chưa có những cái dấu hiệu chấm dứt, làm gia tăng cái xu hướng là học và làm việc online. Do đó như chúng tôi đã đề cập là việc đẩy mạnh cái nhu cầu sở hữu các thiết bị công nghệ đang có cái chiều hướng tiếp tục là tăng dần. Bên cạnh đó thì với cái nghị định 98 như họ cũng đã có đề nghị có đề cập lúc nãy, thì với cái quy định này về việc xử phạt phạt những cái hàng hóa xách tay không có hóa đơn hoặc là giấy tờ hải quan thì có thể sẽ tạo ra cái lợi thế rất lớn cho những cái nhóm cho những cái doanh nghiệp phân phối nội địa, trong đó là BES là luôn 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 có những cái mảng sản phẩm phân phối độc quyền. Tính đến cuối quý 1 2021 thì cái lượng hàng tồn kho của BES tiếp tục là tăng 51% so với đầu năm. Do đó là đây cũng sẽ là một cái lợi thế giúp cho BES có thể sẽ đạt được cái mức tăng tăng trưởng doanh thu trong quý 2. Và cũng đây là một cái mảng sẽ đóng góp vào cái tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2021.
Ngoài ra thì cái diễn biến giá dầu Brent thì như là lúc nãy chúng ta có đề cập là vẫn đang quanh cái ngưỡng 70 đô thì sẽ tiếp tục là tạo tiền đề cho cái hoạt động thăm dò dầu khí cũng như là cái hoạt động cung ứng vận tải thiết bị dầu khí của BEP. BEP cũng vừa thông báo cái chốt ngày nhận cổ tức tiền mặt là 10% và cụ thể là sẽ chốt vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, thì có thể đây sẽ là một catalyst giúp cho cái triển vọng cái giá ngắn hạn của BEP cũng sẽ tích cực hơn. Ở mức giá hiện tại thì BED đang giao dịch mức PE trailing là 13.1 lần. Mức hiện nay nó vẫn thấp hơn cái mức trung bình ngành trong cái nếu mà xét về cái mảng doanh thu thì hiện nay BED vẫn được xếp vào cái nhóm ngành bán lẻ. Cho nên chính vì thế mà nếu mà xét về cái nhóm này thì hiện nay BED vẫn còn đang rất là thấp so với cái mức trung bình ngành. Mức stock rating hiện tại của BED đang ở mức là 88 điểm và như chúng ta có thể thấy rằng là điểm cơ bản và sức mạnh giá của BED đều trên 80. Thì do đó chính vì thế mà chúng tôi tiếp tục đánh giá tích cực, duy trì đánh giá tích cực về cái mức xếp hạng tăng trưởng của BED. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng là BED đã có một cái phiên break out ra khỏi cái mô hình đảo chiều tăng giá của chúng tôi theo kỳ vọng đánh giá trong ngắn hạn. Đồng thời thì cái xu hướng ngắn hạn của BED cũng đã được chúng tôi nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó là chính vì thế mà chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu BED với mức mục tiêu mà chúng tôi kỳ vọng là 26.340 đồng. Upside so với giá hiện tại là 15.76% và mức cắt lỗ trong ngắn hạn là 21.470 đồng, tỷ lệ lãi lỗ trung bình là 2.3 lần. Thời gian nắm giữ dự kiến cho mức mục tiêu trung bình này là 18 phiên và tỷ trọng giải ngân tối ưu mà chúng tôi xin đề xuất cho cái cổ phiếu BED là 12.6%. Vâng, cảm ơn Minh đã chia sẻ cho chúng ta về một vài cái thông tin về BED. Thì một cái mã cổ phiếu tiếp theo đó là thời gian gần đây nhà đầu tư cũng rất là quan tâm, đó là nhóm ngành chứng khoán, và rõ ràng chúng ta cũng sẽ thấy được là những cái mã cổ phiếu nào có cái như trong cái bản tin trước tôi và mình cũng có đề cập, đó là những cái công ty chứng khoán nào có cái mảng khách hàng cá nhân rất là mạnh thì cái thời gian vừa qua cổ phiếu liên tục lập đỉnh. Cho để kể đến chúng ta cũng có thể thấy như kiểu là SSI, HCM, rồi FTS, rồi MBS, đó là những cái cổ phiếu mà trong một thời gian dài mọi người đều hay dùng từ đó là bằng chứng thép, có nghĩa là ngân hàng chứng khoán và ngành thép. Thì ở đâu đó vẫn sẽ có những cổ phiếu cũng thuộc ngành chứng khoán, nhưng cái có vẻ như khi thị trường lập đỉnh thì cổ phiếu đó vẫn chưa có những cái xu hướng quay trở lại cái vùng đỉnh cũ. Một trong những cái mã cổ phiếu mà rất nhiều nhà đầu tư cũng đang còn quan tâm đó là VAS. Thì chúng ta cũng sẽ thấy đó là với cái không phải là lợi thế về việc phát triển khách hàng cá nhân và cái việc lĩnh vực kinh doanh, cái đối với cái hoạt động của VIT nó hoàn toàn là mang tính đặc thù hơn là một cái hoạt động của một công ty chứng khoán thông thường, đó là đẩy mạnh về cái mạng môi giới và khách hàng cá nhân. Thì cổ phiếu của và via cổ phiếu chứng khoán VIX thì cũng đã có cái mức sụt giảm từ giá vùng 40 về vùng giá 26 27 và cũng đang còn có xu hướng quay trở lại, tức là mức giảm cũng đã 30% trong cái bối cảnh là thị trường đang còn liên tục lập đỉnh. Thì một cái mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng sẽ thấy, tức là cái lượng cái tỷ cái việc đầu cơ đối với cái nhóm cái cổ phiếu này nó tương đối là cao khi mà khối lượng cổ phiếu thì ít nhưng khối lượng cổ phiếu niêm yết thì ít nhưng khối lượng cổ phiếu giao dịch hàng ngày cũng tương đối là cao và cũng đang còn dần dần càng ngày càng thu hút cái sự chú ý của nhà đầu tư hơn. Thì không biết là đối với cổ phiếu này thì mình có thể chia sẻ cho nhà đầu tư thêm một vài cái thông tin được không? Ok, VIX là một công ty chứng khoán khá là đặc biệt. Chúng tôi đặc biệt ở đây là có thể chúng ta thấy rằng là mỗi đặc biệt thông thường cái đặc biệt ở đây có nghĩa là cái hoạt động kinh doanh của họ nó sẽ phụ thuộc vào một cái mảng riêng trong cái lĩnh vực chứng khoán. Thì chúng ta thấy rằng là đối với các công ty chứng khoán hàng đầu thì thông thường họ sẽ phụ thuộc vào cái mảng doanh thu môi giới là chủ yếu, và cái thu nhập mà từ từ cái việc cho vay margin. Còn đối với các công ty chứng khoán mà có cái mảng investment banking kiểu kiểu như là chứng khoán bản Việt thì họ lại có lợi thế thế mạnh và chứng khoán về về cái mảng IB, và cái mảng này nó lại support ngược lại, hỗ trợ ngược lại cho cái mảng khách hàng môi giới tổ chức. Khách hàng môi giới tổ chức thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các hoạt động về các new investment banking là chủ yếu, cho nên chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là trong 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 thị trường hiện nay là rất khó mà chúng ta kiếm một cái công ty chứng khoán mà có cái lợi thế và thế mạnh này. Và như trước đó chúng tôi đã có một cái khuyến nghị về 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 về, về cổ phiếu VCI trong vài phiên gần đây. Đấy.
Và đồ cổ phiếu VIX thì cũng khá là đặc biệt. VIX này thì phụ phần lớn chúng ta có thể thấy rằng là cái hoạt động kinh doanh của VIX thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái hoạt động tự doanh của VIX là chủ yếu. Do đó chính vì thế mà sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc là thị trường có cái diễn biến, cái xu hướng của thị trường chứng khoán. Nếu mà tiếp tục là cái xu hướng tích cực thì rõ ràng VIX luôn luôn sẽ hưởng lợi, nhất là những cái cổ phiếu trong cái nhóm dòng họ nhà Gilead, chúng ta gọi là dòng họ nhà Gilead đó. Thì sẽ tác động chủ yếu đến cái tình hình hoạt động kinh doanh của VIX. Chúng ta thấy rằng là VIX luôn luôn tạo ra một cái lợi thế kinh doanh riêng của mình, và chúng ta thấy là nhìn nhìn vào tất cả các chỉ số tài chính của VIX ấy, thì có thể thấy rằng là luôn luôn có cái sự nổi bật hơn so với các cổ phiếu trong 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 cùng ngành, nhất là trong cái lĩnh vực là môi giới chứng khoán. Thì kể cả chúng ta xét về các tiêu chí về định giá thì VIX vẫn luôn luôn là thấp hơn so với cái mức trung bình ngành thì hiện nay, còn cũng như là những cái khả năng sinh lời của VIX. Đấy, thì về cơ bản chung thì chúng ta thấy rằng là VIX cái đặc thù của VIX là luôn luôn ảnh hưởng trực tiếp tác động từ cái hoạt động tự doanh, và cái rủi ro của VIX nó sẽ đến từ cái việc là gì ạ? Là nó sẽ phải phụ thuộc vào cái diễn biến của thị trường là chính. Đấy, và nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến những cái cổ phiếu mà trong dòng dòng họ nhà Gilead, ví dụ như Guess hoặc là KDB hoặc là những cái cổ phiếu Sawako vân vân. Thì nhưng mà về cơ bản chung thì chúng ta có thể thấy là những cái cổ phiếu này, về xét về mặt cơ bản thì chúng ta vẫn có thể thấy rằng là nó vẫn tương đối khá là ổn định, chứ không phải là một cái rủi ro cho VIX. Đấy, thì về xét về cái mức xếp hạng tăng trưởng theo hệ thống xếp hạng tăng trưởng của chúng tôi, thì chúng ta thấy rằng là chính vì cái lợi thế đặc thù riêng đó, cho nên là cái chúng ta thấy là cái điểm cơ bản của VIX luôn luôn là duy trì ở mức rất là cao, 90 điểm, và kể cả trong năm 2020 có những cái thời điểm rất khó khăn thì VIX vẫn có cái mức điểm cơ bản, mức xếp hạng điểm cơ bản rất là tích cực. Và về cơ bản chung thì chúng tôi đánh giá tiếp tục là duy trì đánh giá cái tích cực về mức xếp hạng tăng trưởng của VIX, với cả điểm cơ bản và sức mạnh giá đều trên 80. Đồng thời thì xét kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua thì chúng ta có thể phiên giao dịch vừa qua thì chúng ta có thể thấy rằng là VIX đã đồ thị giá của VIX đã chính thức vượt đường trung bình 20 ngày. Chúng tôi xin lưu ý là chúng tôi sẽ không bình luận về mặt cơ bản của mỗi những cái công ty chứng khoán lớn, những công ty chứng khoán, vì cái tính chất cơ bản nó sẽ không phản ánh nhiều vào việc là chúng ta, bởi vì các trong cái mảng ngành chứng khoán này nó sẽ phụ thuộc vào thị trường là chủ yếu. Đấy. Và chúng ta thấy rằng là do đó chúng tôi sẽ bình luận về mặt biến động giá của cái cổ phiếu này hơn, và cũng như là tìm ra cái cơ hội. Về quan điểm chung thì chúng tôi cho rằng là cái xu hướng ngắn hạn hiện tại của VIX đã có chiều hướng tích cực hơn, và cái rủi ro mà giảm giá của VIX trước đó là đã hay nói cách khác là cái mức chiết khấu nó đã đủ lớn và đủ đủ hấp dẫn trở lại đối với cổ phiếu VIX. Do đó chính và ngoài ra thì chúng tôi cũng nhìn nhận một số cái dấu hiệu đảo chiều của cái cổ phiếu này. Do chính vì thế mà chúng tôi cân nhắc xem xét đưa ra các nhà đầu tư có thể cân nhắc xem xét mua đối với cái cổ phiếu VIX trong ngắn hạn, với mức mục tiêu mà chúng tôi kỳ vọng cho VIX là 38.760 đồng, upside so với giá hiện tại tương đối khá là cao là 34.8%, và như 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 họ cũng đã có đề cập lúc đầu thì đây là một cái cổ phiếu chứng khoán nó khá là ngược so với cái xu hướng ngành chung. Chúng ta thấy là có những cái thời điểm mà xu hướng ngành họ gần như là không tăng hoặc thậm chí là giảm, nhưng mà VIX lại luôn luôn là đi 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 ngược với những cái xu hướng này. Ở đó về cơ bản chung thì chúng tôi sẽ khi quan sát những cái biến động về giá cổ phiếu và cũng như là cái mức độ tham gia của dòng tiền, thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái thời điểm hiện tại là vẫn có thể là cái cơ hội để mà chúng ta xem xét mua mới đối với cổ phiếu này. Mức cắt lỗ trong ngắn hạn mà chúng tôi xin đưa ra cảnh báo đó là 26.310 đồng, thời gian tỷ lệ lãi lỗ trung bình là 4.6 lần, thời gian nắm giữ dự kiến cho cái mức mục tiêu mà chúng tôi đặt ra là 19 phiên, và tỷ trọng giải ngân cho tối ưu cho cái cổ phiếu này là 19% và khuyến nghị mua mới đối với cổ phiếu VIX. Chúng ta sẽ thấy tức là trong một cái thị trường như hiện tại thì rõ ràng là những công ty chứng khoán có thiên về xu hướng tự doanh thì thường sẽ có cái kết quả kinh doanh rất là tốt. Vì vậy thì đối với những cổ phiếu như như VAS thì rõ ràng chúng ta nên chú ý xem tức là dự báo của thị trường sẽ như thế nào, tại vì rõ ràng những công ty chứng khoán thuộc về cái gọi là cái mảng chính từ cái doanh thu và lợi nhuận đến từ tự doanh thì nó sẽ bị phụ thuộc vào thị trường rất là nhiều. Ngoài cái vấn đề tức là các công ty chứng khoán thiên về cái việc là phát triển khách hàng thì đây cũng sẽ là một công ty chứng khoán có cái đặc thù riêng, và như vậy thì chúng ta cũng có thể nếu như để biết được và dự phóng được cái kết quả kinh doanh thì chúng ta cũng có thể vào báo cáo tài chính của VIX để có thể xem được cái danh mục tự doanh của VIX, thì cũng sẽ là một cái để một phần để nhà đầu tư có thể tham khảo và từ đó đánh giá được cái khả quan hay là cái tiêu cực.
đối với cái nhóm cổ phiếu do công ty nắm đối với cái cổ phiếu do tự doanh công ty nắm giữ. Thị trường cũng đã bắt đầu bước vào phiên giao dịch khớp lệnh liên tục. Thì hôm nay do một vài sự cố thì chúng tôi cũng có bắt đầu livestream hơi trễ, cho nên là chúng tôi cũng sẽ hơi trễ một chút. Thì hôm nay chúng tôi cũng sẽ xin kết thúc cái phần là chia sẻ về nhận định thị trường ngày hôm nay của tôi tại đây. Kính thưa một tháng mới có cái tình có kết quả đầu tư tốt, có performance cho cái đầu tư vào thị trường chứng khoán rất là tốt. Bên cạnh đó thì tôi cũng hiện tại thì Junta cũng đã cho triển khai cái việc mở tài khoản bằng eKYC. Bên cạnh đó thì đội ngũ tư vấn của chúng tôi cũng đã bắt đầu cho ra cái sản phẩm đó là chuyên viên môi giới số khóa SURI để nhà đầu tư cũng có thể là tham khảo những cái nhận định liên tục và cập nhật của chúng tôi. Ngoài ra thì cái kênh Telegram cũng sẽ là một cái kênh mà chúng tôi cập nhật thị trường liên tục để nhà đầu tư có thể theo dõi và nắm bắt cái xu hướng. Một lần nữa thì kính chúc nhà đầu tư một tháng mới đầu tư thành công, thuận lợi và tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý nhà đầu tư.